Cô chú chị đã chăn nuôi Bến Tre, hôm nay em lên bò bô xin đó, con cái bô xin lứa ha, con này tầm 10 tháng bò chú anh chị, chiều cao em đo là 1m26 bò không sao, nhưng mà giữa lưng phải đo 1m2 ha. Đó, vậy mời cô chú xem nội dung, nhớ ý mua thì liên hệ bò cực kỳ tốt luôn. Trước mặt chúng ta là một cái bu xin của chú anh chị, cực kỳ độc luôn ha. Con này là chiều cao, nhắc lại chiều cao giữa sái là 1m20 đó, không sao, 1m26 nha. À, sái mặt này của chú anh chị đây, sái mặt sái lưng nè đó, sái mặt sái lưng hoàn thiện, con này màu đỏ mặt luôn, chân cẳng là không có bú ốp xe xuống đúng được khách rồi, chân trước là của chú anh chị đó, chân móng cứ đứng thẳng bằng ha, đây lúng chèn luôn chú anh chị. Cô chú chị là ưng ý bò này sinh sản lắc tốt, để năm một thì ra nhặt con luôn đó, lông da sắc rạc, nhưng cô chú chị thấy cực kỳ bò không, bò thịt không có nó thấy nằm nè đó, loa nè thù lù ha, ơi lúng chèn nha chú chị, dần lúng yếm khỏi chơi, kiểu mẫu hàng này hàng mẫu nè đó. Cô chú chị thấy cưng ý không, cực kỳ ha, đít nè đó, thì cô chú chị nào ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha, hàng này hàng xịn đó. Rồi giờ giá em có thương lượng với chủ nhà rồi ha, con này hay một màu đỏ mặt luôn, màu đỏ rơm luôn, đỏ sẫm luôn ha chú chị, thì là giá tiền của nó là 15 triệu giá tại chuồng của chú anh chị, bự bò nha, 15 triệu nè, bò hết biết bò bự hơn chú anh chị, cực kỳ không đó, bô xin gu bật luôn chú anh chị, thấy cái bu gu đó không, lũ tay nhỏ đàng hoàng ha, đó dạng hết nè, đây gu bật nè đó. Mời cô chú chị mình xem nội dung, thấy giá cả ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Thả nè, con này là được nuôi cho giống sinh sản là đúng bài luôn, hoa to nè, đít đùi lưng bằng tháng, lưng thẳng nha chú anh chị, hoa to lưng thẳng, chân cẳng đứng bình thường, không có bú ốp xe không uống nhuột hết, chân trụ đứng thẳng nha chú anh chị, đó dài đòn luôn, dài đòn hết biết không. Lông da nó bóng cực kỳ không, dạng thích luôn, cô chú chị thấy không, vú ha, vú là bốn vú luôn anh ạ, đây đó, con này thì cô chú chị mình nuôi vài tháng nữa là lên giống liền, thấy cực kỳ gắt không, hàng xịn ha, giá là 15 triệu, hàng này hàng bu xin, con này sau này lên cái tạng bự dữ rồi cái gì đầu trụi nha, đó đó là đầu trụi sừng nè, sừng này là sừng trụi nè, thấy không đó, gu bật luôn cái gì, thấy không, bò là cực kỳ, giá 15 triệu giá chốt tại chuồng đó, thì cô chú anh chị nào ưng ý mua được thì liên hệ cho anh em, để mình này sở hữu con bò này mình em làm giống sinh sản ha, rất là tốt, nó lên giống nó phối con đẻ con năm một ha, cái dòng này thì đẻ con năm một em chú anh chị, chân cẳng nè đây đúng chèn nha, cực kỳ không, rồi thì cô chú chị nào ưng ý được mua thì liên hệ cho em, trái bô xin 10 tháng, chiều cao nhắc lại là giữa sái là 1m2 không sao là 1m26 nha chú chị, cực kỳ hình hài cực kỳ luôn, cô chú chị mình khỏi chơi chỗ nào, chân cẳng đứng thẳng rồi, giờ hình ảnh em gửi cho cô chú chị mình đầy đủ hết, mong cô chú chị thấy giá ưng ý mua thì liên hệ cho em, nít nè,
Dính vậy hay cái đít nữa. Đó, thù lưu luôn. Đi. Đi. Rồi, giờ hình ảnh em gửi thầy Vũ cho cô chú kiểm hết rồi, thì mong cô chú nhìn thấy. Nhớ ơn nghĩ mua liên hệ cho em ha. Đây, tiếp tục là ảnh lên còn cái siêu ha. Con này chiều cao đo là không sao là khoảng mét 10-15 bò tới lại ha. Khoảng mét mà 15. Đó, xoay mặt xoay lưng nghiêm chỉnh cho chúng chị. Đây, lưng nè. À, xoay lại xoay lưng nghiêm chỉnh ha. Đừng cản nào cũng bú úp xe xuống lúng được hết nè. Đây. Con này thì giá cũng rất là yêu thương nha. Siêu, tầm 7 tháng bò. Ha. Cái mặt siêu đỏ nha chúng chị. Đó. Dạng hết luôn. Trước rồi. Đó. Chân sau nè. Lúng miếng của chúng chị hay dạng lúng đó. Trời nha. Đó, chân cẳng đứng thẳng bằng luôn. Hiện bò đã giá tiền là 12.500.000 của chú anh chị. Thì cô chú nhìn là ưng ý mua thì liên hệ. 12.500.000 ha. Đây. Ưng nha, đít chân cẳng là không có muốn bắt xe xuống đúng được hết ha. Đây. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua được thì liên hệ cho em. Chân cẳng bảo hành cho cô chú anh chị là đi đứng là bình thường, không có đau chân gì hết ha, không có bú xe không đúng luôn hết. Đó. Đây. Chốt xin chào. 12.500.000 ha. Đi. Đít nè. Đó. Cô chú chị thấy siêu đỏ không? Cực kỳ luôn nè. Đúng miếng vú rồi. 12.500.000 ha chú anh chị. Giá tại chuồng 12.500.000. Đó. Giờ cô chú chị nào ưng ý mua được thì liên hệ cho em. Cực kỳ ha. À, chừng là dưới là 4 vú đều ha. Bánh mọt 12.500.000. Giá tại chuồng thưa chú anh chị. Đây. Bên cẳng là cái gì?